Xin kính chào quý bạn và các vị. Hôm nọ thì mình có một số bạn cứ liên tục hỏi là LG G Pro 2 và Vega Ion 2 thì nên chọn cái nào. Mình có nói với các bạn ấy là về hiệu năng thì con nào cũng được, hiệu năng tương đồng với nhau. Nhưng mà nhiều bạn vẫn không hài lòng, cứ bảo với mình là nhất thiết phải thực hiện một bài speed test, nếu không thì họ sẽ không tin. Thôi thì tay bắt mặt mừng, sờ tận tay, dai tận mặt, hôm nay mình sẽ thực hiện một bài speed test để chứng minh cho các bạn thấy. Đó là Vega Ion 2 hay là G Pro 2 đều đem lại hiệu năng như nhau. Mặc dù là trên Ion 2 có cái vi xử lý Snapdragon 801 nhìn hơn một chút so với đời 800, nhưng mà hiệu năng thực tế hai bên hoàn toàn đồng đều. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới cửa hàng BlackBuy để cho mình mượn hai chiếc smartphone để thực hiện cái video này. Nếu quan tâm về giá bán của Ion 2 cũng như G Pro 2, các bạn hãy truy cập website blackbuy.com.vn. Đầu tiên thì mình cũng khởi động lại hai cái chiếc smartphone này. Ở G Pro 2 thì mình hơi nghiêng tai một tí vì cái phím bấm của nó nằm ở mặt lưng. Ngoài ra thì mình sẽ nhắc nhở đến các bạn một số điều. Hai sản phẩm này thì cấu hình là tương đồng với nhau thôi. Màn hình đều là độ phân giải Full HD, nó có 3GB RAM, chạy Android 4.4.2. Có một tin vui đối với những người dùng mà sắp mua G Pro 2, đó là LG hiện nay đang chuẩn thử nghiệm cái phiên bản Android 5.0 trên G2 và G Pro 2. Tức nghĩa là chắc là khả năng sớm là đầu năm sau chúng ta sẽ có được cái bản 5.0 chính thức trên G2 và G Pro 2 luôn. Theo cái đấy với Vega Ion 2 thì cái câu trả lời 5.0 khi nào có thì không biết được luôn. Tại vì thực này thì Pentax họ đang gặp một số cái tình trạng khá là khó khăn. Và ta bắt đầu thực hiện bài speed test. Các cái bài test đầu tiên rất là cơ bản và mình thấy là cái lợi thế về tốc độ vi xử lý 801 không thể hiện được đáng kể bao nhiêu so với các vi xử lý đời 800. Ở đây các bạn qua vòng đầu tiên sẽ nhận ra ngay. Hai bên cực kỳ đồng đều, chênh lệch không đáng kể một chút nào hết. Đó, G Pro 2 thậm chí còn nhỉnh hơn một chút nếu mà so với chiếc Ion 2. Chúng ta đi đến phần game để xem cụ thể hơn là tốc độ CPU của bên nào sẽ lợi thế hơn. Một số bạn có nói với mình là phần đa nhiệm bên mình có bao giờ dùng mấy cái game ứng dụng liên tục như thế đâu. Thật ra các bạn nói hoàn toàn sai. Người dùng chúng ta hiện nay dùng Android, smartphone nói chung, bao giờ thoát là bấm phím home. Các bạn không còn cái thời ngày xưa mà bấm menu sau bấm exit nữa. Vì thế ứng dụng các bạn luôn luôn chạy ngầm. Một ngày ít nhất các bạn phải sử dụng trên một chục ứng dụng, chứ không phải là chỉ có một hai ứng dụng. Chính vì thế nên phần đa nhiệm này của mình là test để đảm bảo được là khi các bạn bấm liên tục như thế thì ứng dụng các bạn có quản lý giữ nền được không. Thử tưởng tượng cái cảnh mà vừa có tin nhắn đến mà các bạn đang chơi game, thoát ra trả lời tin nhắn vào game và loát lại từ đầu, chắc chắn rất ức chế. Như vậy là vòng đầu tiên hai bên là rơi vào khoảng 58 giây. Và vòng thứ hai đang thử khả năng đa nhiệm chạy nhiều ứng dụng đây. Bạn sẽ để ý với những cái máy không phải loát lại như này rất là tiện. Các bạn cứ chơi game, các bạn nhắn tin, các bạn vào Facebook, các bạn quay lại không phải loát lại từ đầu. Đấy mới là cái sướng của smartphone. Chứ ngày xưa mà như feature phone, mỗi lần vào phải loát lại rất là mệt và nó mất thời gian. Như vậy là Ion 2 và kể cả G Pro 2 không loát lại bất kỳ một cái gì. Và hai bên đều có thời gian là 1 phút 20 hay 21 giây, hoàn toàn đồng đều và hiệu năng bằng với nhau. Như vậy mình đã giải đáp được đúng cái sự hài lòng của các bạn. Nếu mà sở hữu hai con này chắc chắn là các bạn sẽ thấy cái độ sung sướng trong quá trình sử dụng. Chẳng bao giờ phải quan tâm đến cái việc là chúng ta phải loát lại game với ứng dụng gì hết, cứ thoải mái mà sử dụng cho đến khi nó đầy 3GB RAM thì thôi. Đương nhiên yếu tố còn lại là về màn hình này, về thời lượng pin này, về camera. Hôm sau, ngay ngày mai mình sẽ có một bài so sánh chi tiết để giúp các bạn thể lựa chọn tốt nhất. Các bạn cảm thấy đừng quên like, share với bạn bè. Cảm ơn cửa hàng ClickBuy đã cho mình mượn hai chiếc smartphone để thực hiện cái video này. Nếu quan tâm về giá bán của Ion 2 cũng như G Pro 2, các bạn hãy truy cập website clickbuy.com.vn. G Pro 2 là đợt xả hàng nên có thể sẽ không có nhiều. Ai có ý định mua thì có lẽ là nên mua sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.